Rồi một con tôm hẻ bay bất có bực không bứng có bực ra đây nằm trong cái cây mình tưởng thôi chín rồi này lụm nè lụm gì con tôm lụm gì đừng đừng la lớn cái nó manh động nó đi thôi các bạn cứa đi rất là nhiều các bạn ơi cứa này nó vào anh mò quăng đây quạo chín nó như gốc cây vậy nó nằm như gốc cây vậy nó nằm tới lỡ nổi ở ngoài đây tôm nó lắm sao cái gà nè cái gà đây á tôm tôm nó nước nước mạnh nó là cái dòng cái loại dòng nước dạ, đúng rồi giống như là cái dòng xoay á mình nuôi con tôm đó cái dòng xoay oxy nhiều á nó gom lại mình mò ngoài đây bắt mới mới chút nữa nha nghe mình nói ngoài đây bây giờ mà tại chưa quen cái chưa biết cái con tôm nằm sao con xuống nằm sao tối ngày biết bắt bắt cá chốt không à nè các bạn biết cái này cái gì hơn chứ mình không biết cái gì nữa này cái gì luôn nha cái mỏ nó dài hột nè đó là con cá nước mặn không biết rằng cá nước mặn không biết cái gì các bạn biết comment cho mình nha nó cái mỏ nó dài nè để cho các bạn coi này nó nhảy vậy nó mình không biết cái gì luôn nói hơn các bạn rất là nhiều nó búng rồi nó không dậm này hại chứ mà kích lại à đâu xa đâu để anh nói à. Làm giật mình quay búng làm giật mình quay cái này mắt này một con luôn đó nó búng đâu anh em nói con số búng đâu nó búng đâu cái này hả cái gà đại bàng đâu quay cái chốt cái này lựu vô làm ơi cái mỏ không đụng lắm ơi cái giờ đựng cho luôn năm chiếc máu rồi wow quá cái bọt này bây giờ anh em mình mò nãy giờ được một số cá tôm nha thì em lợm đang bắt mấy con bạch tuộc nãy mình bắt mình trong cái gì cái đó kêu bằng cái gì cái lưới hả hay là cái vớn cái lưới mình chặn hồi nãy được mấy con bạch tuộc nãy các bạn đó. Ôi ôi, con nào nó chạ bá luôn. Cái này mình đem mình hấp với bia nha Lâm ơi. Hấp bia đi. Cua luôn, cua tôm dễ bắt ra đi. Em đổ đi Lâm ơi. Để Caramel lấy cái bao lại rồi cái mình. Để Caramel lấy cái bao. Đây con Sam nãy mình bắt các bạn ơi. Nãy Lâm bắt được con nó mà không có quay. Cua lột. Chết queo rồi. Hôm nay mình trúng mánh hơn hôm bữa nha. Hải sản tươi sống hôm nay là hải sản tươi sống rồi đó. Đúng, nãy là lượm bắt được con cá ngát nữa mà không có lúc lượm bắt không quay được. Lúc đổ ra cho bạn coi. Đấy, bánh qua coi đó, lật về đó lại, đúng rồi. Đổ ra em. Lo bắt lưới cây này. Đó. Hôm nay cũng nhiều quá. Ôi, con số bự không kìa đó. Ê, cua chạy. Bắt cua nè, Cua chạy. Đúng vô nó kẹp đó, quá trời rồi. Ôi, ba khía chạy kìa. Ê, một cái ngoài cá. Ôi, nó ra cá không? Hồi chết luôn.
đây là đỏ, ôi nó cũng nhiều quá, 3-4 kg á. Không bằng hổm đâu. Ít hơn bữa thôi nhưng mà nó là chung là đồn cá ngon, tôm cua ngon ngon hoài. Này ngon hơn. Ừ. Có cái đồng hồ nữa anh em ơi. Có cái đồng hồ của mình mà. Rồi hết rồi anh em, còn 2 con mực ở đây nữa. Còn 2 con tụt quá luôn đi. Ê leo qua cát nữa kìa. Không leo cát nó leo vô là lập cát nó leo vô là. Leo vô chiến cắn. Bắt con hay rồi. Bỏ đi. Nó còn này rửa sạch được là quay để cát không làm à. Đúng rồi. Cái này phải kiếm chỗ rửa rồi mày. Hả? Có chỗ nước mấy chỗ nước, đem mấy chỗ nước. Đủ không á? Cát không á, nó đeo cát không à. Mình ăn rồi sọt sọt chết queo luôn á. Ok, tăng cát. Đây, à, mấy con cua này để anh ai dạ. Mình chỉ cho bạn các bạn cái cách để mình điểm nguyệt nó nha. Sẵn đây có cái cây tăm nhọn nhọn nè. Canh ngay cái mỏ nó mình chọc vô. Rồi nó kẹp dính lên luôn kìa. Ai dạ. Chút xíu nó kẹp chết queo luôn à. Rồi, đây là mình điểm nguyệt nó xong rồi các bạn. Đó. Từ từ để anh để xíu. Này nằm xuống đi. Trời ơi, đừng leo ra cát không. Này ha, dính càng lại. Rồi kẹp bấy nhẹ bép luôn. Điểm nguyệt luôn. Đó. Mình lấy xa mình điểm nguyệt nó nha các bạn. Rồi, bây giờ mình mà mằng cá luôn đi. Lấy dao mằng luôn. Mình vỏ. Giờ mình đang vô gạo nấu cơm nha các bạn ơi. Đó. Đi gần cho nên là mình hạ tiện nước chút xíu. Được rồi, được rồi. Nó không cắt nước luôn nha. Quả là phụ làm cá với mấy anh em. Thôi ngưng đi, giờ bắt cá tôm cho các bạn coi hình quả. Đó, giờ anh em mình đang làm cá làm tôm ha. Hôm nay mình không ăn tôm nữa nha, mình sẽ ăn hải sản nha, mực với lại cua nha. Ăn tôm. Đừng nói chuyện nữa, đừng lại. Không cần nói chuyện. Dính ghê vậy. Ừ. Rồi xối cho miếng nước nữa rửa coi. Ui, hết hồn. Ồ, sạch trơn hay không? Trắng tươi, trắng phao luôn nè. Rồi được em ơi, được rồi, được rồi. Caramel lấy cái nắp cho em cái này, caramel này. Em đậy bỏ vô cái nồi em đậy luôn, sạch rồi rửa sạch đậy luôn, nó bò ra ngoài nữa. Chung để nó bò ra cái. Tụt các bạn. Này là mình văng cái lưới này nó vô cái lưới mình ha. Rồi giờ mình sẽ bỏ vô cái nồi mình hấp luôn. Em ơi chán chắc. Ui hết rồi, rồi con cúm này nó cắn ghê. Lúng luôn. Ừ, rồi nó cắn. Rồi đổ nước vô đây, đổ nước vô đây. Đổ sơ đây. Rồi ok, được rồi. Con này gạch kinh khủng luôn. Con đó nó chắc. Ừ. Nhỏ nhưng nó chắc. Đây là ăn mấy con cúm này chưa? Rồi. Con cúm này là ăn thử chưa? Mấy con này con có con cầm trên tay á. Có. Thì hôm nay em nó mua nhậu chắc thịt. Ừ. Ngon lắm. Còn con làm. Bỏ đi mấy. Con làm đi. Em bỏ vô đây nó quéo quanh cái chết luôn rồi lắm rồi. Hết biết hay càng rồi. Tới hay càng rồi. Kẹp là không buông luôn đó. Ê, con này nó kẹp một cái thôi khỏi nói rồi, buông cái gì. Thôi lại đổi đem miếng này rồi. Nghe mình ngồi nhìn con ngắt rồi, được rồi. Không có nước. Đấy, mình bỏ vô đây luôn chứ. Bỏ vô nồi luôn. Rồi không hết đâu rồi. Hết trơn à. Không hết đâu. Mấy con bự bự này mình bỏ dưới mình lột. Nhiều. Con sam luộc lâu chín lắm á nha. Chín. Lâu lắm đó. Này mình lấy bếp ga luộc này ha làm ơi. Ha, khỏi mất công đốt lửa ha. Cũng được. Ga đủ ga. Đủ rồi, còn bình lắm nè. Con sam nó luộc sao bên đây. Bỏ đây luôn, luộc đây, luộc lửa đi. Ừ, rồi, úp luôn. Quá trời cái nồi hải sản các bạn ơi. Đầy nhóc con nồi luôn các bạn ơi. Bữa nay ăn hải sản không các bạn.
Ôi dở nè cơm ra coi chín chưa nha. Wow nè cơm mình chín được cả nhà ơi. Sới lên cái rồi mình nhắc xuống mình làm món khác nha. Mình cứ gãy nghe cái phật cái là sao đúng vậy đúng rồi mà. Tiếp tục cái món đây là món hải sản nha. Nó sẽ nghiêng bên ta. Ok. Mình sẽ cho một cái lon bia vô mình hấp nha cả nhà. Tắm bia luôn, tắm luôn em. Phái gà dẫn cái đít lên kìa, tắm phái dẫn đít lên kìa. Ê ê ê. Sao vậy? Sao vậy? Không chịu uống bia hả? Bỏ vô, bỏ vô. Ê. Mấy con cua với mực của mình nó cũng chín rồi nha cả nhà, mình sẽ gấp cái bớt nha. Tại vì cái nồi này nó nhỏ quá mình không có luộc một lần một hết được nha. Wow, cua nhìn hấp dẫn quá đi. Ở phía nè. Tổ đó chứ ta chui chốn hả? Sắm rồi nhảy nè. Đây, dính đứt luôn nè, khét luôn rồi nè. Sao bắt được vừa bốn thằng vừa bốn con luôn vậy hả? Xe hết vậy quá. Tục mà hai cái một bắt đầu kho cá. Em xuống ngủ. Nó thấy chưa? Làm giật mình luôn thấy không? Vậy vô ăn xíu cho nó ngon. Này là hắn nước màu đó. Biết không? Thất thằng Thanh Hào rồi cháy mà tỏi luôn. Ê, cháy luôn kìa. Cái này đầu bếp này là chính hiệu luôn nha, cháy vô đây là mà cháy vô đây là mới ghê đó. Wow tới nồi cá luôn, quá nồi cá này. Quá ngon, quá ngon, quá tới ớt bị sạc luôn đó các bạn. Ở cái nồi nữa, tại vì ăn qua ngang hết không đủ qua ngang đập nồi bỏ luôn đó các bạn. Dành qua dành lại á. Anh mới bỏ gì vô vậy anh? Bỏ gì vô vậy? À, bỏ mì chính nè. Kế tiếp lại gì nữa? À, này mình này biết gia truyền để kho cá kho khô mà không có chỉ được đâu. Ờ, à, tới gia truyền ha. Đó. Kho khô phải có biết gia truyền chứ. Cái này mình bỏ hành vô nha các bạn. Rồi cá mình này. Cá anh chín nhắc xuống luôn. Thơm dữ dằn lắm ạ. À.
anh nghe nó khét xèo xèo luôn. Tiêu 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 chắc tiêu lên. Nhiều dữ rồi. Thơm quá ha. Thơm á, tiêu quá thơm á. Ừ. Kia là mũi vô anh gắt cái vô là mũi em cái nó thơm dữ nữa. Ừ, cái đó còn ngon nữa. Rồi, về chuẩn bị ăn cơm thôi cả nhà ơi. Bình thường là mình đi mình nấu lửa lò củi ngoài nhưng mà hôm nay nấu bếp ga đây tại vì anh em cũng mệt rồi nên là nấu củi nó cũng hơi lâu xíu. Lấy trái dưa hấu là luôn Chí ơi, trái dưa hấu mình sẽ mình ăn luôn em ơi. Quá trời cái nồi cá kho nhìn hết sảy con bẫy luôn nè các bạn ơi. Đó, quá ngon rồi. Chảo cá kho với lại cái gỗ hải sản mình quá trời. Mấy anh em mình đi theo mắt cực khổ nãy giờ thì cũng được mớ hải sản nha các bạn. Đây là một số cua với lại tôm. Mình cầm lộn rồi đó quên. Cầm mình ăn cua mình cầm ba khía. Đây cua ha các bạn. Với lại tôm thì bữa nay mình không ăn tôm nữa, mình ăn bạch tuộc nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mời em trai mình bắt cực khổ đi. Đây, em trai mình bắt cực khổ có bánh gì vô đi, review một cái. Rồi vậy bây giờ mình không chịu ăn giờ để cho mình ăn luôn. Mình sẽ review cái con mực cái con bạch tuộc để nó còn lộn quạng mực quay trời. Hấp cái bia nha, bia con hấp sống luôn. Mời cả nhà dùng với Dương cả nhà ơi. Rồi sao mà anh cầm mà em nước miếng chảy là sao? Không tại vì em nhớ chảy nước vô. Đang hèm mà nè. Ngon quá. Ngon. À, anh thử coi. Để em chỉ ăn đi chứ, em còn ăn đem nè. Cho nó men ăn đi, cho nó men. Rồi anh cao men đang cầm con ăn luôn nè. Quá trời đã rồi các bạn ơi. Không mình chưa có từng ăn luôn. Đâu đâu, đâu mình ăn thử cho các bạn. Cắm cái nha các bạn. Thử nè, cảm giác sao? Rồi trời. Nè, chấm muối em, chấm muối này càng men ế quên em mình chấm muối cái ơi. Chấm hết con mực vô luôn lăn luôn. Ừ. Dữ lắm rồi. Không được rồi các bạn ơi. Tại sao mình nhức hết nữa các bạn ơi. Nhất quá ngon. Cái này của hàng mình. Ừ. Quá trời ngon à. Quá ngon các bạn. Nó không dai nha, nó giòn mà nó ngọt. Tại mình hấp bia á các bạn, rồi tươi sống ăn á các bạn. Cái này là mới vừa bắt lên luôn ăn luôn á, tươi sống ăn ngon, giòn ngọt. Nhưng mà bình tuột mà các bạn mà hấp bia này kia tươi sống các bạn đừng bằng ruột hay bằng gì chung nha các bạn. Ăn rất là ngon, nó không có dơ gì nha. Mình ăn bình tuột này mà vô trong bụng nó mà có con cá này con kia đó mình còn lời nữa, ngon. Ngon lắm các bạn. Quá chừng ngọt. Cái gì mà bạn mà mình đi săn bắt mà tươi sống mà mình ăn là rất là ngon. Quá trời đã. Mình ăn ngon quá. Đúng rồi. Ăn béo ngậy. Béo quá. Tôi bỏ miệng. Nhai luôn. Em có nghe nói là cái ăn con mực mà chi giòn chưa? Gan. Ừ. Em chưa, em chưa nghe. Em ăn thử gan không ăn hết rồi. Ăn thử cái gan không một cái thôi. Thiệt cái gan không, ăn thử cái miếng gan không luôn. Nó béo chưa từng có luôn. Ngon các bạn ơi. Mình ngon gần hết rồi. Có đã. Tại cái lát mình nhức quá, ăn cái đằng chơi nó lát hết nhất. Ngon, ngon. Giòn mà nó cái phần chén nó chấm này các bạn rất là ngon. Mình sẽ review con biển luôn ha. Con biển này nó không ngon đâu thiệt. Đâu ở đây. Biển này người ta không ăn bắt rồi. Bắt ra luôn ha. Anh tính review con cúm. À, coi gặp nghe bà. Lắm mà. Gặp gì lắm nha. Ừ. À, các bạn, vàng que luôn. Em cứ ăn gì ăn đi Chí. Camen ăn gì bóc ăn đi nha. Để nói anh Dương với làm review không mà. Ngồi nhìn chén miếng. Miếng. Đây để mình con cua biển này nãy
là anh em mình đã giăng lưới vô nè, để mình mời anh em mình nửa con thôi. Cứng gì trời, chạy nó đi, nửa con có cạn luôn. Rồi gặp, ăn đi em, ăn đi, ăn gì ăn tự nhiên trời ơi. Đừng ngại. Ừ, của biển gì mà ảnh nói không ngon, tại quá thịt quá ngọt luôn các bạn ơi, gặp quá gặp luôn. Thôi vậy bây giờ mình mời anh em mình ăn đi, chỉ ăn đi, mình ăn cái con khác. Thích ăn của biển. Chỉ anh lọc sẵn cho em một chiếc. Đây, bây giờ ăn cái này với anh đi. Camen ăn gì ăn này, camen đây. Chờ anh camen có tin em không, em mời anh cái con cua này nè, là cực ngon. Kỳ ngon luôn, gạch dạ. Mở ra một cái thì gạch cứng mình luôn á. Mình nói vậy thôi chứ mình ăn cái mu. Cái mu này ngon hơn cái mình đó nha, gạch không hả các bạn ơi. Đi sao anh vô anh phải ăn mu hơn phải ăn mình. Cứ vậy hoài không, sao khá không, 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 ăn anh mua, ăn mua cua chứ. Mua cua nha. Mua cua, mua cua. Mà cái này nói sai rồi. Cái này á, cái mai. Cái mai à? Ờ, à, mấy cái mu. Bậy. Vì mà ra ngoài con ngang người ta nói cái mu. Sai, sai tao biết. Béo. Một cái luôn. Đây là cái con cúm nãy em lượm bắt không ta? À, đâu mà. Mình biết là cái con cúm này á là nó sống lâu năm rồi nha. Nó bà lớn gì là con cúm này nó sống khoảng chừng tầm là trên 4 năm rồi đó. Có hơn nữa có hơn ừ. Nó bự cũng càng lớn chưa? Để mình lọc nó ra một cái nha. Rồi, cứng lắm em ơi. Không được. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bà dạ, rồi các bạn ơi, cứng cái mù luôn. Ủa anh cứng cái mai luôn. Rồi, gì đó có mù gan em nói rồi. Trời ơi. Cái con này mà ao cái thôi ha. Khỏi có nói rồi. Cứng cái mai luôn. Là tới công chuyện nữa. Công chuyện luôn. Ăn mình đi ừ. Anh ăn mù ra. Anh ủa ăn cái mai ra. Ăn đi, ăn đi. Đúng rồi, camera lấy giấy lau đúng rồi. Biết luôn ha. Đây, mời cả nhà dùng cái gạch của cái mai, cái gạch của con cúm nha. Chứ không phải cái mù của con cúm à? Bậy, không không, mình không không quên đó. Béo kinh khủng luôn. Này thêm miếng ớt vô, chấm vô cho nó cay cay. Đó. Quá trời rồi mình cào nó ra ha, nó gạch cho nó cào cho nó ra nè cả nhà. Rồi cái đầu mình gỡ cái gỡ cái gì? À dạ, gỡ cái miệng nó ra. Gỡ miệng. Rồi xong cái đầu mình kê vô. Mình kê vô mình húp nha, nè. Béo. Kinh khủng khiếp luôn cả nhà. Không cái gì mà săn bắt mà tự sống ăn ngon chứ. Ừ, cái gì mà ăn cái này hồi bị đánh nè. Sống. Béo kinh khủng. Mà cả đại gia đình ăn chung chung nha. Bây giờ mình sẽ đúng tiến hành mình thưởng thức cái con sam nha cả nhà. Đây là cái con sam mà nó con này là con cái nha, đặc biệt con cái nha. Con sam là ố anh con sam long. Ờ, không phải. Con sam thường. Xin lỗi. Ờ. Để em lọc ra nha. Để... Ăn gì ăn đi chứ. Em cứ gì có đi, ăn được vậy. Từ từ. Không có đâu dễ gì chúng được. Mình để chúng mình đâu con sam tới trứng luôn các bạn. Để mình lọc mình tách ra cái mình cho các bạn xem cái trứng con sam này nó như thế nào nha. Phải dùng cái muỗng múc được em mày ăn không lấy đũa gấp được đũa gấp thịt không á ừ đâu bỏ đâu chạy này cho mày ăn dùng thịt chưa phải đi gọi món thịt này thôi thịt này thôi đó thịt đó chạy đưa chứng chứng chú cha mày ơi chạy đưa chứng chứng đưa đây đâu được đâu đưa được còn hai miếng thịt nữa không để bên anh ăn cái miếng thịt sống này mới ngon nè đó đây các bạn đây là con sam trứng nha là trứng không luôn thấy không em ăn thử miếng thịt này con sam này đấy chị đó vô ăn chưa chưa hả rồi ngon lắm em thử đi anh để anh lọc con này cho Camen với lại em Chí mình ăn thôi mình mời cả nhà ha mời các bạn cái trứng sam cái trứng sam cái ôi con này không có trứng em ơi có không để con ngon rồi trứng sam mới xanh được rồi rồi con đực dùng cái trứng nha các bạn thằng Chí nó đi con ngon con này không có trứng nó béo trứng ngon lắm các bạn béo không béo để anh em mình thử đi không dự bạn chứ con này không ăn đâu dơ quá dơ bỏ rồi bỏ đi con này nó không có trứng rồi bạn mình không ăn nha mình chỉ ăn trứng thôi ô trứng cho mày đặt tu rồi mày nè là gỡ cái lắm để đôi cây sao bạn mặn sao bạn cây mặn nó mới ngon này à, thịt gì lụm luôn hả đây mời cả nhà dùng trứng sam với dương nha cả nhà không ngon đâu nó béo ước gì được hai ba con ra người nữa
khô cũng không có đâu nữa, bắt được con con một ướt cái gì. Quá ngon các bạn. Béo. Béo ngậy luôn anh em. Chí à. Thử à. Ăn đi em. Mình ăn cái này không rồi. Đây ha, không có đút luôn à. Đút luôn, ha, đút luôn chấm muối, đút. Vô. 2 3. Đừng giật lại nha, giật lại nó chặn luôn á. Ngon lắm các bạn. Em trai. Trời ơi trời. Ăn đi. Rồi, em sẽ kêu kiếm anh con món này review cái nữa rồi. Ăn đi, trời ơi. Cá. Nhiều cá. Rồi, mình cua cũng review hết cho các bạn. Rồi giờ mình sẽ tạm thời gác qua bên, bây giờ mình sẽ review cái món cá khô khô mình. Đây. Món cá khô nhìn hấp dẫn quá đi. Bỏ ra bữa cơm trời. Không review con cá không hết coi, nghe nó ngon không? Ăn với cá cơm mới được này, phải ăn cơm. Mình thưởng thức con cá. Đây là con cá trốn nha các bạn. Thường là ngoài ăn sơn này kia được gọi là cá ngát. Còn ở đây mình gọi cá chốt. Phải không cha? Đúng đúng, đây là người ta nói là con cá ngách nha các bạn. Đây là cá chốt nha các bạn. Bất ăn cơm với cơm ăn nha là nó béo mà nó ngọt không các bạn. Cái gì bằng mà con quen ăn cơm với cơm nên là đúng bài luôn. Đây nè, ăn với cơm mà không có cơm sai rồi đó, cái đó sai rồi đó. Đây nè, cái này mới đúng nè. Nè, mời cả nhà ha. Tại em đang review cá cho ngon không nhưng mà. Ừ. Cá chốt. Trứng thề lè luôn. Trứng còn hơn của em nữa. Quá. To lắm hả? Béo công nhận cái chốt béo ghê. Béo, nó béo mà nó ngọt. Ngon á. Comment ăn cơm bắt cơm nè comment ơi. Nè, con cá nãy là mình đưa cho các bạn coi là cá mỏ nhưng mà dài mà nó dài không biết cá gì nè. Mình ăn rất nó ngon nha các bạn. Nó mỏ dài hồi đụng chạm đó. Con cá nó thịt rất là ngọt các bạn. Ngon. Rất là ngọt nhưng mà không biết tên nó cái gì mà các bạn có biết á, thì nhớ nhớ bình luận nói này cho mình biết cái gì nha. Rồi bán lắp tiền không nữa. Quá trời ngon. Rồi cả nhà thì giờ cái clip của mình tại đây là mình kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Các bạn thấy hay thì nhớ like và ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Cho mình xin một like để làm cái động lực để mình quay những clip tiếp theo nha cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nha.